yêu là cưới. Tính đến thời điểm này chúng ta đã yêu nhau được 1 năm 3 tháng 26 ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Wow. Ơi, mời hai em. Rồi, xin mời hai bạn. Xin chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo. Em tên là Đặng Thanh Sơn. Hôm nay em 28 tuổi. Em đến từ Tân Phú, Đồng Nai. Và hiện tại công việc của em là cán bộ của xã Trà Cổ. Rồi. Dạ, chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Ngoãn. Năm nay em 26 tuổi. Em hiện là nhân viên y tế của công ty. Em quê ở Đồng Nai nhưng mà hiện tại thì em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, hai người yêu xa hả? Yêu xa là được bao lâu rồi? Tính tới thì thời điểm này là tụi em quen nhau được 1 năm 3 tháng 26 ngày. Thì các bạn gặp nhau cái ngày đầu tiên trong cái dịp nào? Bạn của anh này là em chồng của chị em, chị ruột của em. Bạn của anh này, này là em chồng của chị ruột em. Của chị ruột em, rồi hiểu. Dạ. Rồi sao nữa? Là... bạn của ảnh là cho số điện thoại của em, rồi ảnh nhắn tin làm quen. Khoảng 4 ngày sau thì ảnh có công việc phải đi xuống Sài Gòn. Thì anh này có hẹn em ra gặp mặt. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em là, tại vì cái lần đầu tiên em gặp con gái là rất là ngại. Em không bao giờ mà nhìn thẳng vào mặt người con gái mà làm gần lần gặp mặt đầu tiên. Em chỉ có nhìn cái mái tóc thôi, là lần đầu tiên là em kết cái mái tóc. Lần đó thì ảnh đi chung với một người bạn, thì em cũng lần đầu gặp ngại nên là có nhờ một em gái chở ra. Nhưng mà tới đó thì nhỏ em có công chuyện nên là đi về, em một mình vô gặp hai anh đó. Thì anh này là im lặng không mà bạn của ảnh toàn nói không à. Nên là lần gặp đầu tiên thì em cũng không có ấn tượng gì. Em không nghĩ là sau này mình sẽ quen với anh. Vậy thì tới lúc nào, bao lâu sau thì lúc đó mình mới là chính thức quen nhau là cái lúc nào? Nhớ chính xác là ngày 23 tháng 9 năm 2016. Nhớ rõ dữ. Là tụi em chính thức quen nhau. Ngày hôm đó là cũng có một uống một chút bia. Và về mạnh dạn nhắn tin nói chuyện. Thì em có tỏ tình với bạn gái em. Sao đó không gọi mà nhắn tin? Tại vì gọi ngại sợ. Thôi có vẻ nhát gái quá ha. Em quen được mấy mối tình rồi? Cũng nhiều lắm chị. Nhiều mà sao nhát dữ vậy? Nhưng mà cái đó là cái làm những cái tính tình nó vậy rồi không, mình không có sửa được chị. Rồi bao lâu mới là cái lần hôn nhau đầu tiên? Cái lần hôn nhau đầu tiên thì em nói với chị chứ nó giống như là không biết nói sao nữa. Cũng kiểu như là dạng như cha hùng con vậy đó. Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Hả? Làm sao? Em được biết như là cha ông con. Tại vì lúc đó là tụi em cũng quen nhau được cũng hơn 6 tháng rồi. Thì chỉ có hai đứa trong phòng thôi. Và nói chuyện thì em có bạn gái em mà chỉ được hôn tráng. Cái đồ ông hôn tráng rồi ông nói giống cha con. Chính thức thì mới đây thôi. Đó là kỷ niệm một năm quen. Một năm quen nhau mới là hôn nhau hả? Dạ. Nhắc em lúc đó làm sao em? Em cứ nghĩ là sau này cưới xong mới được hôn nhau. Trời đất ơi. Giống như chú cho nó mèn đẹp ơi. Cưới nhau mà. Cười mày đẹp hung quá. Thì cái kỷ niệm mà vui nhất của em á là khi về gia đình đó là vào dịp 30 tháng 4 năm 2017. Thì nói chung là em rất là vui vì lần đầu tiên về với gia đình bạn gái thì bên gia đình bạn gái, bên ông bà nội với bà ngoại là rất là hài lòng và rất là thương. Và bên cha mẹ với anh chị cũng thương cho nên em rất là vui. Lần đó thì về là hôm sau ảnh có mua quà xong rồi lấy lòng, ông bà cũng rất hài lòng. Hôm sau thì tụi em đi biển, anh này là nấu ăn rất là ngon, gia đình em rất là thích ảnh. Rồi còn về phía nhà của ảnh? Là lần đó nhà của anh là có đám cưới của một người em trai của anh. Lúc đầu thì rất là rung, hồi hộp. Nhưng mà cha mẹ của anh thì rất là dễ gần, rất là dễ. Coi như là hai cha mẹ là đều đồng ý hết, đều dễ chịu hết, không có vấn đề mà gì hết. Tôi tức quá, tôi phải hỏi là vậy có cái kỷ niệm nào giữa hai người trong quá trình yêu nhau không? Lần đó về nhà của ảnh xong rồi sáng hôm sau thì ảnh có chuyến đi từ thiện nguyện ở Bảo Lộc. Lúc đó đi thì trời rất là lạnh luôn. Lần đầu tiên mối tình đầu em ngồi sau xe một người con trai thì anh này kéo tay ôm em, ôm ảnh
là cảm thấy rung động. Dạ, rồi được lên Bảo Lộc ở cổng trời ngắm mây, em là lãng mạn, chỉ cần vậy thôi là em vui, cảm động. Xong rồi cái chuyến thiện nguyện của ảnh là sớm quá nên chưa có tới, thì tụi em quyết định đi Đà Lạt là đi cả ngày luôn. Rồi xong rồi lúc quay về là ngay cảnh hoàng hôn. Trời rồi mắc mưa nữa. Ủa rồi không có ngủ qua đêm nào hết trơn? Dạ hả? Không, về luôn. Đi trong ngày Đà Lạt Bảo Lộc mà đi trong ngày luôn. Lên nhà em còn chưa ngủ lại ở nhà nó lấy đâu qua đi. Mà trong quá trình đi thì anh rất là quan tâm chăm sóc em, vậy là rung động rồi. Với lại tụi em quen nhau á là cũng được quý như là cái tình yêu trong mưa á chị. Hầu như là tụi em gặp nhau lần nào cũng 10 lần là hết, cũng 8-9 lần là mắc mưa, đều đi dưới mưa. Tại đang đi chơi với trời quang mây tạnh nắng chang chang vậy đó, cái tự nhiên ông trời kéo mày tới là mưa. Ông trời mà không hiểu lý do tại sao em kiếm cái chỗ núp đặng hung đó mà. Đúng tại rồi. Không chịu hung trời mưa là thích lắm luôn. Có cái lần đó thì em đi, em chở bạn gái em đi Sài Gòn thì trở về quận nhất, trung tâm quận nhất thì ở nhà thờ Đức Bà. Thì tới đó cũng trời cũng đẹp lắm. Nhưng mà không hiểu sao con đi chưa được chắp vòng nữa là mưa rất là lớn và tụi em phải trú mưa. Và thêm và lần nữa là tụi em chở bạn gái em về Củ Chi, sau khi trên đường về á thì một cơn mưa tới, cơn mưa rất là lớn, nước chảy rất là xiết, và em với bạn gái em mới trú ở một cái mái hiên nhà. Tới đó thì em có tặng cho bà xã một món quà. Tự nhiên bất ngờ lắm, được tặng quà là lúc đó quen mấy tháng rồi. Cuối cùng mà mở ra món quà là gì trọng? Là chiếc lắc tay. Tưởng đâu tặng cái áo mưa chứ. Nói vậy là bị lầm đó chị. Cho tới bữa nay đi lên phim trường này cũng bị mắc mưa đó chị. Đây mà tới đây thì ở đây không mưa, nhưng mà chỗ tụi em xuất phát đi là vừa bước ra khỏi cửa thôi là trời mưa rất là lớn. Ê, vì lát hồi quay xong á, hai bạn ở đây chơi khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ đi, để cho chị mọi người đi về hết, hai bạn về sau. Chờ hai bạn ra về mưa. Hai bạn đã thật sự hiểu hết nhau chưa? Hiểu hết cái những cái tật xấu của nhau. Em thấy tất cả đều tốt, mà nói chung là trong quá trình quen thì phải có giận hờn, giận nhiều lắm, giận hoài hoài. Mà giận vì lý do gì? Bữa đó là em uống rất là nhiều, uống nhậu từ trưa cho tới tối. Thì sau khi về thì em có gọi điện nói chuyện điện thoại, nhưng mà em không biết là em nói cái gì. Là lần đó là bạn là đi nhậu, nhưng mà chiều em nhắn tin thì nói không có nói là đi nhậu. Xong rồi tối về em điện thoại em hỏi, nghe cách nói chuyện giống như là nói chuyện gì mà không có nội dung. Là em nghi rồi. Dạ, nói lung tung luôn. Em mới tắt điện thoại là giận, lần đó giận khoảng một tuần lẻ. Sáng ra em nhắn tin, em nói em có nói em có nhận lỗi. Thì bạn gái mới nhắn tin lại đúng một dòng một câu một mà em nhớ tới bây giờ luôn. Em không chấp nhận là xin lỗi, đừng bao giờ nhắn tin cho em nữa. Sáng mở mắt ra là thấy ảnh ở đó rồi, ảnh năn nỉ rồi xong rồi nói bỏ nhậu. Bây giờ bỏ chưa? Dạ, tụi em bỏ nhậu được hơn 6 tháng rồi chị. Wow. Nói chung là không phải là bỏ luôn, nhưng mà chỉ có bằng vui thì nhấp môi thôi chứ em không có uống. Em nếu muốn anh thay đổi thì em chỉ có một mong muốn, là tại vì anh không phải nói dối nhưng mà hay thất hứa. Em mong là ảnh đừng có như lời bài hát của anh Đương Hoàng Phúc là hứa thật nhiều, thất hứa thì hứa thật gì nhiều. Mà không giữ lời. Ví dụ như cuối tuần em xuống em chở bạn gái em đi chơi, nhưng mà cái cuối tuần cái công việc nó đột xuất đi, thì ở xã thì có công việc đột xuất em không có xuống được. Thì em mới nói với bạn gái em là thôi bữa nay anh không xuống được thì thôi anh sẽ hẹn em vào dịp khác. Đó. Ý là hứa cuối tuần mình mới đi chơi vậy thôi, đợi ngày cuối tuần mình hả hứa. Mới có đầu tuần là anh hứa xong rồi xảy ra việc rồi mới đi không được vậy. Làm thôi cho người ta trông nó là thân lực chở em cho cái nguyên tuần cho nó nhanh. Xong rồi. Cái xuồng ta. Vậy còn phía em thì em muốn bạn gái em thay đổi nói gì? Chung là bạn gái em thì em chỉ có một mong muốn nhỏ thôi, đó là bạn gái em mỗi lần mà giận á thì nên chia sẻ với em. Chứ mà bạn gái em giận em một cái là em có nhắn tin nói chuyện cỡ nào bạn gái em cũng không có nói, mà nó nhắn tin trả lời em rất là ngắn gọn. Em chỉ cần là bạn gái em chia sẻ với em cái đó để em biết đường em sửa thôi, chứ không nói thì em đâu có biết em đã gây ra cái lỗi gì đâu. Nó tính dự tính là khi nào cưới?
Dạ 30 tháng 4 2018. Ồ, 2018 sắp cũng tới, sắp rồi. Tới cố rồi. Gắng tranh thủ thời gian sắp xếp ha. Bây giờ dạ. Gia đình ủng hộ hết rồi. Đây là món quà quê lần đầu tiên đến với chương trình thì hai em gửi tặng. À, chưa kịp nói. Rồi, thánh sữa cacao. Rồi, kẹo dừa. Cảm ơn hai em nha. Kẹo dừa Bến Tre, đặc sản của Đồng Nai và của Bến Tre. Thôi, cảm ơn hai em rất là nhiều. Thôi giờ chị cũng xin thay mặt chương trình, chị muốn nói với hai em vài lời như vậy. Đây là một cái tình yêu đối với bạn gái là một cái tình yêu đầu đời rất là đẹp. Hai bạn yêu nhau một năm mà hung có 2-3 lần là đối với chị cũng rất là đặc biệt. Thì hy vọng rằng là mình nắm chặt tay nhau và mối tình này nó sẽ còn nhiều nụ hôn hơn nữa. Mai mốt lấy nhau về hôn bù nha. Ơi ông nhát quá, sao ông lấy được vợ. Chúc hai em hạnh phúc nha, cố gắng lên nha. Rồi. Xin cảm ơn chị Cát Tường, anh Quang Bảo. Nói chung là hôm nay tới với chương trình thì em rất là vui. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em với bạn gái em là ngồi ôn lại những kỷ niệm đã qua. Em cũng có một vài lời muốn chia sẻ với bạn gái em. Thì em thì nếu mà tính thời điểm này thì chúng ta quen nhau cũng được vỏn vẹn cũng sắp xỉ cũng gần 1.5 năm rồi. Thì sắp tới ngày đám cưới thì anh cũng mong là em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa. Nhưng mà anh thì cuộc sống anh là vậy. Nhưng mà có một cái là em thì hay giận, hay hờn thì nói chung là nhiều lúc anh rất là buồn. Thì anh chỉ muốn nói với em thôi. Anh chia tay. Tại vì nếu mà, tuy rằng đã như vậy rồi nhưng mà anh thiệt sự là anh muốn chia tay. Thì muốn chia tay thì anh có một bức thư thì mong là em sẽ đọc và hiểu anh nhiều hơn. Thời điểm này chúng ta đã yêu nhau được 1 năm 3 tháng 26 ngày. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu giận hờn, những giọt nước mắt, những vui buồn trong cuộc sống chúng ta cũng đã đều trải qua. Anh cảm ơn ông bà cha mẹ đã tạo điều kiện để hai đứa mình quen nhau. Và cho đến ngày hôm nay, anh biết được rằng anh không thể nào mà sống thiếu em được. Anh muốn mình sẽ về chung một mái nhà, chia tay những tháng ngày cô đơn và buồn tuổi. Do tất cả là chung lối đi, đoạn đường ta có nhau. Ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Hãy làm vợ anh nhé. Do tất cả mình cùng nhau sẽ chia, buồn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa. Và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hờn. Trời ơi, xin lỗi, chúng ta đi rồi. Anh xin lỗi vì cái lời nói vừa rồi làm em đau lòng. Và anh hứa sẽ dành cho em cuộc sống hạnh phúc nhất bằng tình yêu của anh. Sao chơi ác vậy Cưng? Yêu là cưới.